Thưa quý vị, Thủ tướng Armenia tuyên bố nước này nhất trí thiết lập quan hệ với Azerbaijan dựa trên các nguyên tắc do Nga đề xuất. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết, đầu tháng 9 vừa qua, Armenia đã nhất trí làm việc trên cơ sở các nguyên tắc và thông số cơ bản để thiết lập quan hệ nhà nước với Azerbaijan. Ông cũng hy vọng Moscow sẽ hỗ trợ thực hiện các đề xuất của nước này. Quan hệ giữa Armenia và Azerbaijan trở nên căng thẳng liên quan đến việc tranh chấp quyền kiểm soát khu vực Nagorno-Karabakh. Khu vực này nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của Azerbaijan, song có đa số dân cư lại là người gốc Armenia nên muốn sáp nhập vào Armenia. Tháng 5 vừa qua, hai nước thông báo đã thành lập một ủy ban phân định biên giới, được đánh giá là bước đi hướng tới sớm chấm dứt tranh chấp tại khu vực Nagorno-Karabakh. Tại Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm nghiệp ASEAN AMAF lần thứ 44, các đại biểu đã bày tỏ quan ngại về tác động của đại dịch COVID-19 tới các lĩnh vực thực phẩm và nông lâm nghiệp, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc bảo đảm nguồn cung lương thực đầy đủ và liên tục. Hội nghị trực tuyến giữa các bộ trưởng nông lâm nghiệp ASEAN đã thông qua 12 nội dung ưu tiên trong các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản và lâm nghiệp vào năm 2023. Các nước sẽ phối hợp nhằm ngăn chặn tiến tới loại bỏ việc sử dụng các hóa chất nông nghiệp độc hại và thúc đẩy các giải pháp thay thế an toàn và bền vững hơn. Hội nghị cũng thông qua chiến lược ASEAN về ngăn ngừa các bệnh lây truyền từ động vật hoang dã qua các hoạt động buôn bán và nhất trí đệ trình chiến lược này lên hội nghị cấp cao ASEAN. AMAF lần thứ 44 được tổ chức trực tuyến dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nông lâm nghiệp Lào. Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua gói kích thích kinh tế mới có tổng trị giá 71.600 tỷ yên, tương đương hơn 490 tỷ đô la Mỹ, nhằm giảm bớt tác động của tình trạng giá cả hàng hóa leo thang tới các hộ gia đình và doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ cho đà phục hồi vốn còn mong manh của nền kinh tế nước này. Trong gói kích thích kinh tế mới của Nhật Bản, chi tiêu công lên tới 39.000 tỷ yên, phần còn lại trong tổng số 71.600 tỷ yên là các khoản chi của khu vực tư nhân, cụ thể là hỗ trợ điện và khí đốt tiêu thụ cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Mỗi tháng bình quân một hộ gia đình ở Nhật Bản sẽ được hỗ trợ khoảng 3.700 yên tiền điện và khí đốt. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất ngũ cốc, phân bón và thức ăn gia súc. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đặt mục tiêu lạm phát ở mức 2%. Hiện lạm phát tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất trong hơn 40 năm qua. Thưa quý vị, chuyên gia kinh tế hàng đầu của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF mới đây nhận định Canada đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát tăng cao, sức tăng trưởng mờ nhạt cùng với tâm lý lo ngại trên thị trường tài chính, vốn cũng chính là những thách thức đang kéo triển vọng kinh tế toàn cầu đi xuống. Tại cửa hàng tạp hóa Winnipeg, Canada, tình trạng lạm phát tăng cao có thể thấy ngay trên những tem nhãn báo giá hàng hóa trên kệ. Người tiêu dùng Canada cũng đang thực thi triệt để kế hoạch thắt lưng buộc bụng. Tôi chỉ chọn mua những đồ giảm giá. Tôi vừa mua vừa nhẩm tính giá xem hết bao nhiêu để chọn mua hợp lý. Tôi cố gắng mua ít nhất có thể và tiết kiệm nhiều nhất, chăm chỉ hơn nữa trong mấy tháng nay rồi. Giống như các ngân hàng trung ương khác, Ngân hàng Trung ương Canada đã tích cực tăng lãi suất trong năm nay để thiết lập sự ổn định giá cả, hướng tới mục tiêu lạm phát 2%. Cơ quan thống kê Canada cho biết, trong tháng 9 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng CPI ở Canada đã tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn một chút so với mức tăng 7% được báo cáo vào tháng 8. Với tình hình lạm phát như hiện nay, các nhà kinh tế dự báo sẽ có thêm nhiều đợt tăng lãi suất để giảm nhu cầu và hạ nhiệt nền kinh tế. Tuy nhiên, các đợt tăng lãi suất liên tiếp của BOC đã và đang siết chặt nền kinh tế Canada, đặc biệt là các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất như thị trường nhà đất. Các đợt tăng lãi suất làm tăng chi phí đi vay đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng, gây ra những làn sóng chấn động trong toàn bộ nền kinh tế và gây tổn thương cho nhiều hộ gia đình. Nền kinh tế Canada hoạt động tốt trong giai đoạn phục hồi, nhưng bị ảnh hưởng bởi những trận gió ngược đang tác động đến nền kinh tế toàn cầu. Theo IMF, nền kinh tế Canada sẽ chỉ tăng trưởng 1,5% vào năm 2023 khi bị ép từ mọi phía. Kinh tế Mỹ có nguy cơ sa sút. Giá của nhiều hàng hóa, trong đó có năng lượng, đang giảm, xu hướng thắt chặt tài chính và tình trạng căng thẳng bao trùm nhiều thị trường. Các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đã phản ứng với lạm phát gia tăng bằng cách tăng lãi suất. Đó là một phần của sứ mệnh giữ giá cả trong tầm kiểm soát.
nhưng chính sách này sẽ khiến các nền kinh tế tổn thương. Cần chú ý là khi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên. Chính phủ Canada thừa nhận những khó khăn khi thực thi thắt chặt chính sách tiền tệ. Hiện nay chi phí sinh hoạt tăng cao đang khiến việc kiếm sống của các gia đình trở nên khó khăn hơn. Triển vọng bấp bênh của nền kinh tế khiến cho nhiều người dân đang phải đối mặt với một giai đoạn đầy thách thức. Đáng chú ý, những tháng tới sẽ không mấy suôn sẻ khi lãi suất tăng làm chậm lại nền kinh tế phát triển quá nóng. Chuẩn bị tinh thần trước khả năng nền kinh tế Canada sắp bước vào một cuộc suy thoái, người dân nước này cũng đã có kế hoạch cắt giảm chi tiêu hoặc trì hoãn các khoản mua sắm lớn. Theo kết quả khảo sát người tiêu dùng và doanh nghiệp, tâm lý bi quan đang lan rộng trong nền kinh tế, với phần lớn những người được hỏi dự báo đất nước sẽ rơi vào suy thoái trong năm tới và họ sẽ thắt chặt hầu bao. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Canada được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng lãi suất. Con đường để nền kinh tế Canada tránh được kịch bản suy thoái đang thu hẹp lại, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục tăng lãi suất ngay cả khi nền kinh tế giảm tốc và nguy cơ bất ổn trên thị trường tài chính gia tăng. Theo Thống đốc McLem, cần phải làm nhiều hơn nữa để đưa cầu trở lại phù hợp với cung, đặc biệt là trên thị trường lao động. Việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu hàng năm là 2% đòi hỏi một thời kỳ hoạt động kinh tế chậm hơn. Những nhận định này cho thấy Canada tiếp tục chấp nhận đánh đổi về tăng trưởng để kiềm chế lạm phát. Hội nghị Bộ trưởng Y tế G20 lần thứ 2 diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 tại Bali, Indonesia đã đề ra 5 sáng kiến nhằm nỗ lực ngăn chặn, chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó với đại dịch trong tương lai. 5 sáng kiến mà G20 đề ra bao gồm đẩy nhanh tiến trình thành lập quỹ trung gian tài chính, đề ra quy định về cơ cấu huy động nguồn lực y tế thiết yếu. Thứ ba là tăng cường các biện pháp giám sát, bao gồm giám sát bộ gen, cũng như cung cấp định hướng cho nền tảng hợp tác về nghiên cứu kiểm soát mầm bệnh để chuẩn bị và xử lý đại dịch tốt hơn. Thứ tư, tăng cường hỗ trợ cho một nền tảng chung kết nối các hệ thống kỹ thuật số. Và cuối cùng là mở rộng các trung tâm nghiên cứu và sáng chế toàn cầu. Điều này sẽ hỗ trợ tất cả các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia có thu nhập trung bình thấp, tiếp cận tốt hơn với việc tiêm chủng, điều trị và chẩn đoán bệnh. Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA dự đoán lượng khí thải toàn cầu sẽ đạt đỉnh vào năm 2025 khi mà giá năng lượng hóa thạch tăng cao do khủng hoảng Nga-Ukraine thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo. Cơ quan Năng lượng Quốc tế nhận định cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu hiện nay đang gây ra những thay đổi sâu sắc và về lâu dài có khả năng thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang một hệ thống năng lượng bền vững và an toàn hơn. Cơ quan này cũng dự báo đầu tư vào năng lượng sạch toàn cầu sẽ tăng hơn 50% so với mức hiện nay, lên 2.000 tỷ đô la mỗi năm vào năm 2030. Do đó, mức phát thải toàn cầu sẽ đạt mức đỉnh vào năm 2025. Lượng khí thải CO2 toàn cầu sau đó sẽ tiếp tục giảm chậm lại từ mức 37 tỷ tấn mỗi năm xuống còn 32 tỷ tấn vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu của thỏa thuận khí hậu Paris, các khoản đầu tư vào năng lượng sạch phải tăng lên 4.000 tỷ đô la mỗi năm vào năm 2030, thay vì mức dự báo hiện tại là 2.000 tỷ đô la. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT+7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.